Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Thảo Yên, Hoàng, Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Ngày hôm qua là lễ lao động, hầu như chỉ có Little Sài Gòn TV là gửi đến quý vị bản tin live trực tiếp từ sáng cho tới chiều thôi. Còn các đài truyền thông lớn, CNN v.v. thì họ để cho cái chương trình lễ lao động diễn ra không có sự ngôn biến chính thức. Ấy vậy mà sau khi có tin tức từ Florida, ngay lập tức điện thoại đã gọi đến các sự ngôn viên chịu khó đi làm. Và đó là lý do ngày hôm qua chúng tôi nghe được cái bản tin Breaking News vào buổi trưa ngày hôm qua. Sau khi tin tức nói bà thẩm phán trong ngày lễ lao động lại đưa ra một phán quyết gây chấn động cả thế giới, cho phép bên phía ông Trump thuận theo yêu cầu của ông Trump để lập ra một Special Master, thưa quý vị. Special Master một lần nữa, một người gọi là giám sát tiến trình gạn lọc hồ sơ tịch thu từ Mar-a-Lago. Thì bà giải thích như thế này, bà trước khi mà đưa ra phán quyết đó, thường là các thẩm phán phải có lời nhận định tại sao đưa ra phán quyết đó. Thì bà chỉ nói tóm gọn là để cho vấn đề này được minh bạch hơn. Và cái quyền của người hiện nay được xem là bị bộ tư pháp nhắm tới là ông Trump á, vẫn được quyền có những điều kiện đưa ra để lập ra một vị giám sát Special Master. Bởi vì bà nghĩ rằng có thể trong hồ sơ mà bộ tư pháp lấy từ Mar-a-Lago đó, có những hồ sơ đặc quyền thân chủ luật sư và thậm chí hồ sơ đặc quyền của tổng thống nữa. À, có thêm một điểm đó, thưa quý vị. Thì cái sự nghi ngờ này theo lời bà giải thích đó là đủ để cho bà đưa ra phán quyết đó, chỉ cần một cái nghi ngờ thôi. Thế thì phán quyết mà được xem là chấn động của bà Eileen Cannon đó, đưa ra đó, đã gặp khá nhiều các chỉ trích. Và trước đó đó, Bộ Tư pháp cũng đã đưa ra khuyến cáo bằng cách là họ đã chứng minh cho bà Cannon biết đó, là hồ sơ này Bộ Tư pháp đã duyệt rồi, xem rồi. Và hầu như không có những cái hồ sơ riêng tư đặc quyền nào của ông Trump cả. Bởi vì Bộ Tư pháp nói rõ với bà đó, đây là cuộc điều tra liên quan đến hồ sơ mật mà họ đã có chát tòa chứng minh là bên phía Trump đã tìm cách giấu giếm các hồ sơ này, không trao trả lại. Và đó là lý do họ phải có chát tòa để đến Mar-a-Lago tịch thu các hồ sơ này. Thì không có lý do nào cho một người phạm luật mà lại được cái đặc quyền để lập ra một vị giám sát. Thưa quý vị, đó là lý do mà tại sao bà Eileen Cannon ra phán quyết đã bị cho là thiên vị. Ngay lập tức, các chuyên gia về luật pháp, trong đó kể cả các vị giáo sư đang dạy trong các trường đại học về luật, không chỉ là luật bình thường, mà luật về hồ sơ đặc biệt của tòa Bạch Ốc. Họ có rất nhiều các luật lệ, luật hiến pháp, luật quốc hội, luật tổng thống. Thì ngay cả các vị giáo sư và các chuyên gia về luật họ cũng ngạc nhiên.
Bởi vì họ đọc qua cái bản gọi là phản đối của Bộ Tư pháp thì họ nói Bộ Tư pháp rất đúng, bởi vì họ nói đây không phải là một cuộc điều tra bình thường và một cuộc điều tra chưa có tiền lệ nhắm vào một cựu tổng thống, nhất là liên quan đến thu giữ hồ sơ mật thuộc về chính phủ. Thì tại sao bà thẩm phán không đủ quyền lực, và thậm chí họ nói ông Trump không có tư cách để yêu cầu lập ra một vị special master này, vậy mà bà Eileen Cannon vẫn cho phép ông Trump? Thì đó là những cái điểm hiện nay đang được tiến hành. Thưa quý vị, bà Eileen Cannon tuyên bố từ hôm nay cho tới thứ sáu này, hai bên phải cung cấp cho bà danh sách gọi là special master. Bộ Tư pháp sẽ có một danh sách, rồi ông Trump sẽ có một danh sách chỉ định ai sẽ là người special master. Thì trong thời gian này hai bên đều đang đi tìm cái vị special master đó. Tuy nhiên, có một điểm mà Bộ Tư pháp có thể kháng cáo lên tòa kháng án. Bộ Tư pháp có quyền đó. Và Bộ Tư pháp, thay vì phải trả lời cho bà thẩm phán, Bộ Tư pháp sẽ đi lên cao hơn. Bởi vì trước khi mà phán quyết của bà thẩm phán Eileen đưa ra thì Bộ Tư pháp cũng đã khuyến cáo là cái vấn đề này không thuộc quyền của bà nữa, mà Bộ Tư pháp sẽ đưa lên tòa kháng án. Thậm chí tin tức ghi nhận đó, có thể bên phía Trump kiện lên tòa tối cao pháp viện. Tuy nhiên, nếu đưa lên tòa tối cao pháp viện, bởi vì cái vấn đề nó chưa có tiền lệ điều tra một vị cựu tổng thống, có thể là tòa tối cao pháp viện sẽ không cứu xét mà dựa xuống dưới tòa kháng án bên dưới. Cho nên cái vấn đề này chưa cái kết thúc. Cái khó khăn hiện nay đó, thưa quý vị, mà bên phía Bộ Tư pháp gặp phải đó là họ nói rằng cái việc phán quyết của bà Cannon sẽ gây trì trệ đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Bởi vì bây giờ đó họ phải ngừng lại để rồi phải đáp trả những cái yêu cầu của tòa, và thậm chí hồ sơ này đã được duyệt rồi. Bây giờ là lập ra một hai phe giám sát rồi ngồi xuống đó tranh cãi với nhau. Chưa hết là Bộ Tư pháp nói rằng những cái hồ sơ này là hồ sơ mật. Cho nên việc mà ông Trump yêu cầu một cái người giám sát đặc biệt của ông Trump là không thể. Vì người đó phải được cái special clearance từ chính phủ và Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp thì họ có, Bộ Tư pháp họ có cơ quan tình báo. Trong đó cơ quan tình báo sẽ lập ra một vị để xem những cái hồ sơ này thuộc hàng mật, có phải là hồ sơ mật hay là hồ sơ đặc quyền thân chủ và luật sư của ông Trump. Cho nên cái chuyện này nó còn dài nữa cho đến thứ sáu này, để xem từ hôm nay đến thứ sáu người ta có thể nói là Bộ Tư pháp sẽ kháng cáo lên tòa kháng án. Và thưa quý vị, sáng ngày hôm nay phía nghiệp đoàn đại diện cho tất cả nhân viên của UPS cho biết là cái hợp đồng của nghiệp đoàn đối với công ty UPS đó sẽ chính thức hết hạn vào vào đầu tháng 10 này. Và UPS với nghiệp đoàn hiện nay họ vẫn chưa đồng ý với tất cả những cái điều khoản cho gia hạn thêm hợp đồng, bởi vì mỗi một cái hợp đồng đó thì họ gia hạn trong vòng 5 năm. Và nếu như mà không thể nào mà ký kết được đó thì đây có thể là một cái vụ mà biểu tình lớn nhất đối với một công ty lớn ở tại Hoa Kỳ này. Bởi vì hiện nay UPS họ có đến hơn 500.000 nhân viên ở tại Hoa Kỳ, cộng với 72.000 nhân viên ở ngoại quốc. Thì nếu, và đặc biệt nếu như mà thật sự nghiệp đoàn họ biểu tình đó, thì có thể ảnh hưởng đến mấy chục triệu người dân ở tại Hoa Kỳ này. Cái lý do vì sao thì chúng tôi sẽ đưa đến những cái tường trình chi tiết sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.